Athenay nâng ca bò srai sụp bên ông pi ca bọt. Ca bọt nông sụp bên ai miên thiếp rùm chơp rùm chua dạng khlang, đại chi rươi rươi thơ ở dưỡng nhạc đăng khuôn chi mùi nâng à rõm chở bột chở bò chư chắp, rươi cùng hân à rõm can tài khlang nơ pê đại vi vơ chung vinh bọt bì sọt nây ca bọc bình chọt, rươi thiếp mình smart trong đôi nổ nà mà nẹ đại dưỡng túc chất. Cả thư ở dưới ông Pi ở vầy đại sụp bên tiếng ní, ai bằng hành bị phép smoke smile, rú ca sụp bên ông Pi ca có bắt chỉ nhật nhọp chứ lúc bằng chăng bị ca phê khai, nâng á xanh để sốc bằng phốt rồi bỏ dư. Ta ca có bắt miền này dạng nà nơi khăn ông sụp bên. Ca sụp bên ông Pi ca có bắt chỉ nhật nhọp bằng hành bị ả rõm nơi phép mình bất phép mình smoke trăng, rư phép chở bột chở bò nơi khăn ông chỉ vật rồi bỏ nẹ. Vì bằng hành bị ca cùng riêng cùng hành đại dô khơi trong cuộc sự vật tập hiếp lời chất rưu riêng cai rồi bỏ nẹ đại ách bệnh đào ở nẹ miên ca thóp bà rõm ní ách lâu bệnh trăng bị bánh hà nực nông tùm nẹ tùm nông tòa khuôn cần lãnh thư ca rưu tùm nẹ tùm nông xung cung căn tại tù lung tù lì chun ca sụp bên tiếng ní rõ hai chi mình tệ tôn đợt tòa tơ nâng ca nấy bất nây ca có bắt ngủ tề bốn tay chi nì mật rụt nây phiếp ở sân để sốc tòa khuôn. Rưu ca phây khlai này ca rong tục vì cứ chỉ ca chlo bánh chăng chi nì mật. Ta rút này à rõm này phiếp nghi rong cru, nâng phiếp mình sốc sửa. Sốc bên này ca có bót đòi mật mà nè. Ca sốc bên ông pi ca có bót đòi mật mà nè ai bằng hai pi ca thọc bà rõm nâng ca phây khlai này bánh hà tùm nục chất nơi khăn ông mật tập hiếp, rưu tùm nẹ tùm nôn rồi bỏ nẹ. Ní ai bằng hai pi à rõm ở xanh thì sốc. Rưu mình ai bưng ai lơ nẹ đại nơi chung vinh nhẹ ní bằng hai pi đầm rỡ ca khăn ông ca tùm nẹ tùm nôn nâng bằng ca ca chư túc chất nơi khăn ông tùm nẹ tùm nôn rồi bỏ nẹ. Sụp bên ông pi ca có bót đòi mật phẹt. Nơi pê nẹ sụp bên ông pi ca có bót đòi mật rồi bỏ nẹ vì bằng hai pi ả rõm này thiếp à xanh thì sốc ca mình túc chất rưu miên ả rõm cùng riêng cùng hai khăn ông chỉ vật rồi bỏ nẹ sụp bên ní. Chlúc, bánh trang bị ca phây khai thơ ở thịa chốc chư chập rưu bọc bánh chọt đòi mình nút, đại nẹ túc chất vì bảo hai chi mình miên này tha chỉ ca có bọt nông này trong nụ tệ. Tôi tự vinh vì ai đầm nàng ở ca cùng riêng cùng hai rưu ca khó chất vì chạm bạch nà, nông ca vì đầm lại tùm nẹ tùm nông bạch chất bọn rồi bỏ nẹ, nâng dục chất tục đạt lơ sư thiêu cất rồi bỏ nẹ tệ tôn nâng mình nút chung vinh nẹ vì bầm ra chi ca đa tươn đầm bầy đọc. Rì bánh hà đài mình toàn đọc sài, rưu công vô đài lẹ công băng ông pi mật tập hiếp, nâng tùm nẹ tùm nôn rồi bỏ nẹ. Sụ bên này ca có bót đời cửu xa. Sụ bên này ca có bót đời cửu xa rồi bỏ nẹ ai bằng hai pi ả rõm này phiếp ai cò, ca á ơn chất, rưu ca mình chốc xùm rong khnia nực nông chì vật rồi bỏ nẹ. Thế đây sụ bên ai chlốc bánh trang pi chùm lu, đài nẹ miên chì mùi xà mà chất cửu xa rồi bỏ nẹ. Chỉ bê đại nẹ miên ả rõm tha trơ ban kê cơ bọt nực nông bị phục bất cơ đây sụp bần ní. Có ai đầm nàng ở ca rít châm rán tòa khuôn phòng đại bị bưu bần tòa bì bà chôm múc nâng ca cơ bọt. Vì chỉ rương thông đá tê cơ nông ca áp hiệp vọt tập hiệp thôn nâng riêng túc tô nâng phiếp mần ả nụ cừu. Sụp bần miên này cơ bọt đòi mần ưu chi tí sở lạnh. Sự bên này ca có bót đòi mình nụ chi tí sở lãnh ai bằng hai pi ả rõm này phiếp ả xanh thì sốc rư ca thọc bà rõm nực nông chi vật rồi bỏ nẹ. Ní, mình miên này tha chi ca có bót bất ra con nụ tề. Bồn tay ai chlốc bánh trang pi ca phây khai ca khóa tùm nục chất rư bánh ha đai mình toàn đọc sài nực nông tùm nẹ tùm nông rồi bỏ nẹ. Cái đây sự bên ai chi ca chlốc bánh trang pi ca chư chắp pi ả tật ca rư rục bua đại nơi tay mình ai đọc sài bàn. Hai ai cắt lang nơi nông chi vật sụp bên rồi bỏ nẹ, đầm bây chùm rồi nẹ ở đó sài chi mùi nâng ả rõm đai mình toàn đó sài vì có ai chi ni mất sinh nha này ca có bọt ruồn anh đai nẹp. Rồi hai chi mình bất chùm pu chùm nư rồi bỏ nẹ, rư mình ru nơi tam sạc đa nụ pô rồi bỏ nẹ càng sòng. Ca bỏ sài sụp bên ca có bọt bị mất đai cu ở tục chật. Sự bên này ca có bắt bị mất đại cu ở túc chất ai bằng hai pi ả rõm này ca thọc bà rõm nâng ca phây khai ông pi ca bọc bình chọt đại ai ca miên nực nông chi vật rồi bỏ nẹ. Vì ai chlốc bình chăng pi ả rõm này phiếp ở xanh thịt sốc nực nông ca tùm nẹ tùm nông rồi bỏ nẹ. Đại nẹ trui bà rõm chi nịch ông pi ca có bắt bị nẹ đại chất snất nâng nẹ. Ní ai chlốc bình chăng pi bọt bị sọt ở tây tờ ca này ca có bắt chết.
ឬគ្រាន់តែអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃភាពងាយរងគ្រោះរបស់អ្នកវាជាការគូប្រឈមមុខនិងដោះស្រាយជាមួយនឹងអសន្តិសុខសុបិនអំពីការក្បត់ដោយម្ដាយការសុបិនអំពីការក្បត់ដោយម្ដាយរបស់អ្នកអាចជានិមិត្តរូបនៃអារម្មណ៍អសន្តិសុខការមិនទុកចិត្តឬបោកបញ្ឆោតក្នុងជីវិតរបស់អ្នក វាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយជាមួយនឹងការជឿទុកចិត្តឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនហេតុដូច្នេះហើយក្តីសុបិននេះអាចទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍នៃការក្បត់ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតួនាទីចិញ្ចឹមបីបាច់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ជាម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកនោះទេវាអញ្ជើញអ្នកឲ្យពិចារណានិងដោះស្រាយអារម្មណ៍ទាំងនេះដើម្បីសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍កាន់តែប្រសើរឡើង សុបិនអំពីការក្បត់ដោយអតីតសង្សារការសុបិនអំពីការក្បត់ដោយអតីតសង្សារអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកប្រហែលជានៅតែមានអារម្មណ៍មិនទាន់ដោះស្រាយអសន្តិសុខឬការមិនទុកចិត្តទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងអតីតកាលនោះវាអាចបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចនៃការរំសាយការខកចិត្តដូចគ្នាឬការរំលោភបំពានលើការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ឬក្នុងទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតសុបិនបែបនេះអាចជំរុញឲ្យអ្នកវិភាគនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ណាមួយដែលនៅសេសសល់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តសន្និដ្ឋានការសុបិនអំពីការក្បត់ជាញឹកញាប់បង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃភាពមិនពិតភាពមិនស្មោះត្រង់ឬភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនកន្លែងធ្វើការឬទំនាក់ទំនងសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe channel Subban Dream សូមចុច Subscribe channel Subban Dream បន្ទប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ